chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn lệnh tạo khối trong két. Mình có một cái hình đa giác như thế này. Mình vẽ bằng lệnh line. Nó là những cái đường thẳng riêng biệt, không liên quan đến nhau. Thế bây giờ người ta yêu cầu mình tạo khối thành nó một cái khối thống nhất. Đó là lệnh tạo khối, lệnh G, Enter. Chọn những đối tượng cần tạo khối, Enter. Những cái đường thẳng này nó là một cái khối thống nhất, nó không phải là đường thẳng riêng rẽ như thế. Sau khi mình thực hiện lệnh tạo khối, đó là lệnh G, Enter. Thay vì vẽ lệnh line xong, vẽ một cái đa giác rồi đi tạo khối cho nó, thì bây giờ mình sẽ sử dụng lệnh vẽ đa tuyến. Lệnh đa tuyến đó là lệnh PLINE, Enter, PL, Enter. Kích chuột chọn điểm cần vẽ hoặc là nhập kích thước của cái đường thẳng đó. Nhưng mà sau khi vẽ xong thì những cái đối tượng này nó thành một khối chứ không riêng rẽ đường thẳng nào cả. Đấy là lệnh vẽ đa tuyến. Cái lệnh tiếp theo mà mình sẽ giới thiệu đó là lệnh vẽ hai đường thẳng song song. Để vẽ được hai đường thẳng song song, đó là lệnh MLINE, Enter, ML, Enter, S, Enter. Nhập khoảng cách giữa hai đường thẳng đó, giả sử 50 chẳng hạn, Enter. Nhập kích chuột chọn một điểm này. Mình sẽ nhập kích thước của cái đường thẳng đó, giả sử vẽ kích thước đó là 100 chẳng hạn, Enter. Thì đây là một cái đường thẳng có kích thước là 100. 100. Đây. Kích thước là 100. Vẽ hai đường thẳng song song. Mình zoom nhỏ màn hình lại. Đây là hai cái đường thẳng song song. Nào, mình thực hiện lệnh lại này. ML, Enter, S, Enter. Nhập khoảng cách của hai đường thẳng đó, giả sử 20 thôi, Enter. Kích chuột chọn vẽ và nhập kích thước của cái đường thẳng mà mình định vẽ. Rồi, đây là đường thẳng mà sau khi mình vẽ xong, hai đường thẳng song song cùng một lúc như thế này. Đấy là lệnh vẽ hai đường thẳng song song. Lệnh tiếp theo mà mình muốn giới thiệu cho mọi người đó là lệnh vẽ điểm. Vẽ điểm. Lệnh vẽ điểm đó là lệnh PO, Enter. Nhập điểm của trục OX, giả sử là 250 chẳng hạn. Phải nhập điểm của trục OY, giả sử 300, Enter. Rồi, cái điểm nó chính là cái vị trí này, nhưng nó hiển thị khá là nhỏ. Thế bây giờ mình muốn cho nó hiển thị to lên thì mình sẽ hiệu chỉnh cái kiểu hiển thị cho nó, lệnh DDP. DDP Type. Chọn kiểu hiển thị cho nó. Ok, mình sẽ chọn bất kỳ một kiểu nào. Thì đây chính là cái điểm mà mình vừa vẽ. Mình thực hiện lệnh lại này, PO, Enter. Chọn điểm vẽ, giả sử như vẽ một cái có kích thước X nó là tại gốc tọa độ đi, không phải Y nó là 500 chẳng hạn, Enter. Thì đây là một cái điểm sau khi mình vẽ xong, nó ở phía trên này. Phía trên này. Cái chấm nhỏ ở trên này. PO, Enter. Điểm cần vẽ, giả sử như 400 phải 300, Enter. Đấy là cái điểm sau khi mình vẽ tiếp. Rồi, bây giờ những cái điểm này mình muốn nối nó lại thành một cái đường cong. Thì bây giờ mình có lệnh vẽ đường cong. Đó là lệnh SPL, Enter. Lệnh SPL, Enter, SPL đấy. Kích chọn những điểm cần vẽ. Mình cần vẽ điểm nào thì mình kích chọn cái điểm đó. Cần vẽ điểm nào, kích chọn những điểm cần vẽ. Giả sử mình vẽ những cái điểm mà lúc nãy mình vẽ điểm. Rồi, ấn Enter kết thúc lệnh. Đây là lệnh vẽ đường cong. Thì thường người ta sử dụng cái lệnh vẽ đường cong này cho những cái mặt cắt chẳng hạn. Mặt cắt của một cái đối tượng nào đó thì người ta sử dụng lệnh vẽ đường cong.